Hai anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái kênh của mình nha. Thì rất là sorry anh em luôn vì cái video hôm nay mình làm nó không phải là con Battlefield 5 nữa mà nó là cái con Call of Duty Modern Warfare 2. Thì cái lý do mà mình không làm Battlefield 5 đó là tại tự nhiên mình đang chơi, đang làm cái nhiệm vụ tiếp theo anh em để quay cho anh em xem á, thì nó bị lỗi. Không biết sao là mình đang chơi tự nhiên nó bị văng ra ngoài à. Cho nên là mình phải gỡ bỏ cái bản đó, mình phải đào một cái bản khác. Cho nên là mình hiểu. Cho nên là mình sẽ chơi tạm với con Call of Duty Modern Warfare 2 này nha. Thì cái con Modern Warfare 2 này nó sẽ nối tiếp những cái sự kiện trước của con Modern Warfare 1 bên em ạ. Đó, những cái sự kiện mà lần lượt nó xảy ra kìa anh em thấy không? Đi cứu thằng Nikolai, rồi cái vụ nổ bom hạt nhân khiến 30.000 người chết. Đấy, và cái ông Imran Jankhaed kìa. Lúc này là nó đang cho mình nhớ là những cái sự kiện của phần 1 bên em ạ. Đây là thằng con tự tử nè, cái thằng Victor Jankhaed. Thì khi nào mà mình ấy xong cái Battlefield 5 là mình sẽ làm tiếp cái chiến dịch cho anh em coi nha. Thôi thì anh em ủng hộ mình tạm cái series này đi nha. Đây là khúc cuối nè, khúc cuối của cái phần 1 anh em ạ. Thì hai cái lực lượng liên minh gồm USMC và SAS đã chết hết. Chỉ còn mỗi ông Captain Ray và cái thằng Sharp thôi. Còn lại là hy sinh hết luôn em ạ. Một trong những cái phần game rất là gây cảm động cho game thủ trên cái thời điểm lúc bấy giờ luôn. 5 năm sau thì cái phần 1 nó diễn ra vào năm 2011. Thì cái 5 năm sau thì cái Modern Warfare 2 nó sẽ là 2016 nha anh em. The more things change, the more they stay the same. Sephora. New players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History. Cái kiểu như cái lúc này anh em cái đoạn video này nó cho mình biết là cái một cái nhân vật tên là Sephora đang nói về một cái lực lượng gọi là cái tổ chức dân chủ cực đoan ở Nga. Thì sau khi mà đã chiếm được Nga thì đã tuyên bố cái ông Imran Jankhaed này là một cái vị anh hùng dân tộc và đã làm một cái tượng, là một cái tượng của ông nội này ngay cái quảng trường luôn. Cái quảng trường gì á, như là cái quảng trường đỏ hay sao. Cái ông Imran Jankhaed vậy mà được ấy tượng luôn kìa trời, anh hùng dân tộc nữa chứ. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. Keep your eyes open. Got a new badge hit in the pit today, sir. I'll send you the best I find. Thì cũng cùng lúc này là ở Afghanistan sẽ có một cái binh nhất tên là Joseph Allen chuẩn bị tham gia vào một cái cuộc tập huấn. Welcome to Pull the Trigger 101. Private Allen here is going to do a quick weapons demonstration to show you locals how it's done. No offense, but I see a lot of you guys firing from the hip and spraying bullets all over the range. You don't end up. Cái lực lượng hiện tại của bọn mình, chúng mình cái nhân vật mình chuẩn bị gia nhập chính là cái lực lượng của Mỹ nha. Grab that weapon off the table and fire at the targets behind you. Kêu mình lấy cái khẩu mà 4A1. Ôi giời, là mình nhớ tới cái nhân vật Sharp quá anh em ạ. Dùng chuột trái để bắn. No, kiểu như thay đổi cái chuột anh em ạ. Mình đưa lên thì cái súng nó đưa xuống khó chịu lắm. Kêu ngồi xuống bắn. À, dùng chuột phải à, ngồi ngắm bắn. Đứng lên. Now if your target is behind light cover, remember that certain weapons can penetrate and hit your target. The private here will demonstrate. Cái kiểu giống như là kêu mình lên làm mẫu cho mấy thằng này nè.
Last but not least, you need to know how to toss a frag grenade. Private Allen, pick up some frag grenades from the table. Toss the grenade down the range to take out several. Thì cái ông đó ổng kêu mình làm mẫu cho để tập để làm thử cho mấy thằng kia nó xem mấy anh em ạ. Ném dùng nút G để ném bơm hoặc là cái chuột giữa, mình quen sang nút G rồi, mình quen nút G vậy. Bùm. Oh. Frags tend to roll on sloped surfaces. So think twice before tossing one up here. All right. Thanks for the help, Private Allen. Now get over to the pit. General Shepard wants to see you run the course. All right. Who wants to go first? Show me what you've learned so far. Mục tiêu kế tiếp của bọn mình là 60 mét. Thì sau khi biểu diễn làm mẫu rồi, mình sẽ đi tới đây. Lại trải qua một cái bài kiểm tra nữa anh em ạ. General Shepard wants to pull a shooter from our unit for some special op. Anyway, he's up there in observation. All right, try switching to your rifle. Good. Now switch to your sidearm again. Một hai để đổi vũ khí. See how fast that was? Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Well, smile for the cameras and don't miss. Shepard's gonna be watching. Best shooter gets to join the prima donna. Wow. Is that your thing? Okay, head on in. Súng nào cũng được cả anh em ạ. Mình lấy cái cây M9 này đi, nó sẽ tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Ủa, cái nút E là nút cận chiến hả? Mình tưởng nó là nút V giống như là cái phần 1 chứ. Mâu, mâu, mâu. Very impressive, man. You made that course your bitch. Okay, head upstairs and regroup with your team or you can go back in on the course again. Ở đây có súng nào ngon mình lấy luôn coi. Cái Kalashnikov nè. Thì vẫn như bình thường thôi, mình sẽ chọn trung bình. Trung bình. Thank you nha bạn. Mình đi đây. Như lúc này là mình nhận được một cái lệnh là đi ra một cái US Army Ranger. Sau khi trải qua những cái bài kiểm tra là bắt đầu mình sẽ ra được lệnh là đi ra tham chiến. We are the most powerful military force in the history of man. Every fight is our fight. À, cái ông Shepard này chính là một cái ông chỉ huy của mình, ông là tướng quân. Thì sau khi trải qua cái cuộc tập huấn vừa rồi là mình chuẩn bị tham gia vào một cái chiến dịch dưới cái sự chỉ huy của cái ông Shepard này nè. Can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friends, is cái định mệnh chiếc xe mà nó tạo cái cầu gì não chứ kìa. Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. Mà 4A1 có phong lựu. This is a time for heroes. Cái Kalai. Đây, cái ông General Shepard, một tướng quân của bọn mình. Bắn nhau rồi kìa. Đúng là con đồng Duty em ạ. Vừa vào là bắn tè le luôn rồi. Khi mình tiêu diệt mấy cái thằng bắn súng GBR nè, súng chống tăng nè, chống tăng nè, OBG này. Ôi trời,
mình bắn không tới ta. Nó bỏ lâu quá, bây giờ chơi lại thấy cái gameplay nó lạ lạ nè mà. Ê ê, nó bắn kìa, nó bắn kìa. OBG này, cho OBG này. Mình phải tiêu diệt cái bọn này, mình cầm chân để cho cái quân mình tới bắt một cái cầu để cho đội mình đi qua nè mà. Đây 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 đây, mục tiêu đây, mục tiêu đây. Ôi bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Đi chỗ khác chơi. Mình phải có nhiệm vụ bảo vệ cho cái đội xe mình tới. Phóng lựu nè. Mình cực kỳ thích bắn súng phóng lựu anh em ạ. À. Nhây nhây nè, nhây nè. Bọn anh em thấy ghê không? Chiếc xe mà nó có tạo ra cái cầu kìa. Thì cái cầu này nó có thể chịu đựng được cả xe tăng anh em ạ. À. Nó cho xe tăng đi qua luôn á. Mục tiêu trên đây, nhanh lên. Xe nào của mình đâu? Xe này à? Oh man, bắn số nòng luôn, Gatling gun luôn. Thì cái chiến dịch của bọn mình lần này là sẽ chiếm lại thành phố. Từ những cái quân lính phiến quân vừa rồi đấy anh em ạ. Yeah. Ôi dồi, rung đinh luôn kìa. Thì cây sáo nòng thì anh em nào mà từng chơi game đột kích hoặc là xem những cái bộ phim thì đã biết cái bá đạo của nó rồi. Cái này khẩu súng này mình không biết là một phút nó bắn ra được biết bao nhiêu ngàn viên anh em, khiếp luôn á. Không biết anh em sao chứ mỗi lần mà mình chơi cái series Call of Duty à, Modern Warfare đồ mà nó cảm giác như là nó cứ hừng hực sao anh em ạ. Kiểu như nghe nhạc nền rồi cái gameplay của nó cảm giác như là mình đang được đóng một cái bộ phim hành động ấy. Dân thường. Ôi mấy thằng này mình nghi ngờ lắm nè, nó bịt mặt nè, sao không bắn nó? Thì bọn mình không được lệnh bắn khi mà chưa có cái sự tấn công của người dân ở đây nè mà. Mặc dù mình thấy ba này rất là nghi ngờ luôn, mình thề luôn á. Tụi nó tính là cái tình báo đó. Mấy nhà kìa. Được bắn rồi kìa, nó cầm cái súng OBG kìa, đừng mệt nó. Nhanh lên. Đấy, thấy chưa, nó bắn rồi kìa. Anh em thấy không, ba cái thằng kia nó hư cấu không, nó vừa mình vừa đi khỏi qua cái là bắt đầu tụi này nó ra tấn công mình rồi. Mình nói rồi, tụi nó là chính là cái mấy cái thằng mà tình báo mà không nghe mình. Chết rồi, bọn nó đang tấn công dữ dội quá anh em ạ. Úi giời ơi, sao đít lên mà chạy. Ấy. Ấy. Gắt nhờ. Này thì chặn đầu này. Đây chính là thương hiệu của Call of Duty anh em ạ. À. Mới vô thôi mà đã cực phê luôn nè. Ôi định mệnh đông thế. Cái này khác. Rồi xong chiếc xe mình bị hạ rồi kìa. Nói kiểu này khác gì mà chui vô hang cọp luôn trời. Đây cái... trên đây à. Đây nè. Ôi. Ai nó kêu mình bấm nút Q để ném cái bơm blast. Rồi đuôi hết rồi. MP5K luôn, ui ôi súng nhiều thế, đổi luôn. Cái định mệnh sao mới vô chết rồi này. Rồi xe mình bị hạ rồi. Nhanh lên, chạy theo cái thằng kia.
AK-47 luôn. Cái bóng nè. Quy để ném bom blast. Thấy cái gì tao mới sợ á. MB5K luôn, lụm luôn. Lên anh em ơi, cái thằng. Trời ơi, có một thanh niên núp này nữa nè. Úi giời ơi. Làm gì mà căng. Phóng lụ. Phóng lụ nè. Ôi cha, mình thấy trên mấy nhà kìa, trên cửa sổ kìa. Ấy, trời ơi, mình bắn lính, mình bắn đồng đội mình nữa kìa, cái định mệnh. Sao mỗi lần chơi con đồng booty là mình bắn bồ nghe, ngộ thật luôn á. Kiểu như nó là một cái sở thích, thói quen rồi anh em ạ. Sao nè, sao cái bàn nè, Ủa trong đây nè, trong đây. Ấy, đâu vậy? Thấy chưa, mình biết ngay mà. Trời ơi, cái gì đâu bắn nhau mà ra solo luôn vậy trời. Cái kiểu như mình bỏ bỏ thời gian cái mình quên mất cái gameplay của cái Call of Duty này rồi nè. Hơi còn bỡ ngỡ. Đây à. Lụ nổ nè. Úi trời ơi, Santo mấy vòng luôn. Ấy đâu vậy. Ấy. Mấy thằng này trâu nhờ. Cái bàn này là đục lũng được mà, đục thùng được mà. Lên anh em ơi. Chạy đi đâu. Không những cái con Battlefield 5 của mình nó bị lỗi cây thật anh em ạ. Anh em thông cảm đi. Mình chơi game crack là nó vậy đó. Chắc nó bị lỗi anh em ạ. Ôi dồi, canh sẵn kìa. Chạy đi đâu. Sao mấy thanh niên này có súng máy ngon thế nhở? Đây là cái ông tướng của mình đây. Shepherd đây. Thì cái video của ngày hôm nay của mình đến đây là hết nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha. Bye bye anh em.